chiếm spotlight trong tập 1 sao nhập ngũ 2022 vừa lên sóng chính là màn khui vali với đủ thứ món của Duy Khánh. Nếu như những nghệ sĩ khác đều mang hành lý đủ xài, thì nam diễn viên lại đem theo cả đồ dưỡng da, đồ ngủ hình con hổ, bảng dán cấm hù vì bị yếu tim khiến chỉ huy cứ ngỡ anh đang đi picnic. Bên cạnh những khán giả truyền hình cảm thấy hài hước khi xem cảnh Duy Khánh giới thiệu vật dụng đã mang theo, không ít netizen cho rằng nam diễn viên hết sức lố lăng khi mang vác quá cồng kềnh. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Duy Khánh vẫn mang nhiều đồ như vậy, trong khi các nghệ sĩ mùa trước đã bị thu giữ gần hết những vật dụng không quan trọng. Nhìn Duy Khánh, netizen lại nhớ đến màn khui vali của Diệu Nhi. Mùa trước, nữ diễn viên đã bị tịch thu gần hết. Vì sao mùa này Duy Khánh chẳng rút kinh nghiệm? Phải chăng anh đang muốn chọc cười khán giả hay sao? Đầu tiên, Duy Khánh mang tấm bảng đừng ai hù dọa mình ra rồi xin trung đội trưởng Phạm Quang Khải được dán tấm bảng ấy ở giường ngủ. Tiếp đến, Duy Khánh lần lượt xin mang theo băng vệ sinh, 9 cái quần lót và một đống mỹ phẩm. Duy Khánh nói, tôi muốn xin bổ sung thêm băng vệ sinh cho bản thân mình. Tôi nghe nói là khi nhập ngũ, nếu mang băng vệ sinh theo rồi lót vào trong giày, thì trong quá trình di chuyển và hoạt động sẽ đỡ bị đau chân, nên tôi có mang theo 4 băng vệ sinh, 2 loại ban ngày, 2 loại ban đêm để phục vụ cho cá nhân và mang dư cho 3 đồng chí còn lại. Tôi lướt TikTok và thấy một số đồng chí đi nghĩa vụ quân sự nói rằng vào quân ngũ nhớ mang theo băng vệ sinh lót giày, nếu không dễ bị tê chân tay. Chưa hết, một lát sau Duy Khánh còn gây cười khi giới thiệu túi nhỏ, đựng 9 cái quần lót. Mặc dù chỉ đi có 7 ngày, nhưng tôi đã tính đến trường hợp lỡ như bị xô ngã xuống vũng sình thì sẽ bị ướt quần lót bên trong, nên tôi mang thêm 2 cái quần lót để phòng trường hợp không có gì để mặc nữa. Nhiều khán giả cho rằng Duy Khánh cố tình làm lố để chiếm spotlight, trong khi 3 thành viên còn lại là ST Sơn Thạch, Độ Misi, anh Tú Ít bị phàn nàn việc mang đồ linh tinh, không cần thiết, thì Duy Khánh lại chiếm quá nhiều thời gian cho những món linh tinh, nhất là chuyện kỳ kèo để xin giữ lại một chai lăn nách. Đối với khán giả thì hành động này là kém duyên, gây phiền hà cho mọi người. Puka cũng gặp tình trạng tương tự Duy Khánh, đến độ bản thân cũng phải tự hỏi, xa nhiều vậy khi báo cáo hành lý với trung đội trưởng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thẳng thắn chỉ trích Duy Khánh làm lố dù biết môi trường quân ngũ nghiêm túc mà vẫn bày trò để thu hút sự chú ý cho bản thân. Thêm nữa, cũng có khán giả tố Duy Khánh cố ý bắt chước Diệu Nhi để trở thành cây hài của chương trình. Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến đứng về phía Duy Khánh với lý do nam diễn viên chỉ là hơi vô tư lự và thích làm đẹp. Việc chỉ trích Duy Khánh quá nặng nề ở một chương trình truyền hình mang tính giải trí là không nên. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.